tại sao không bao giờ nên thử trò đỏ đen? Rồi. Vâng. Như vậy là những con xúc xắc chỉ bằng một cái ấn thôi, nó đã ngay lập tức thay đổi đúng không ạ? Đấy. Còn đây là gì? Rồi, ném một phát thôi là ra một hết. Đấy. Ném phát hai ra toàn hai luôn. Vâng. Đấy. Rồi. Đấy, toàn ba luôn. Này. Tham đỏ đen thì chỉ có bán nhà thôi, ra đê thôi các bạn nhá. Đấy. Chúng ta không nên thử chơi những trò như thế này. Họ chỉ cần ấn vài cái nút thôi thì ngay lập tức nhà của bạn, xe của bạn, rồi tất cả thể loại điện thoại của bạn, tiền của bạn sẽ bay hết vào túi của họ luôn. Bay thẳng ra đê, bạn sẽ có ngay một cái nhà ở đê luôn. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thử những trò chơi đỏ đen như thế này nha.